xin chào các bạn lại đến với kênh Bác GB Vlog nha. Và video ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau kiểm tra đơn hàng của ngày 12 tây tháng 8 năm 2022 nha. Yeah, và đầu tiên là đơn hàng Trần Thị Hồng Nhớ 533.000 đồng là đơn hàng về đồ dùng học tập nè. Đó, rất là nhiều luôn nha. Đây, nhìn trên cao các bạn thấy không? Rất là nhiều sản phẩm cho các bạn tham khảo lựa chọn cho năm học tới này nha. Và đầu tiên chúng ta sẽ cùng kiểm tra cái bình nước này nha. Bình nước 140.000. Đây là cái phần mà để mình đậy nắp để uống này ha. Có cái quai cầm và nó có cái màu xanh tím. Đó, rất là đẹp, có mini lít đâu nè, để cho chúng ta biết là chúng ta uống bao nhiêu lít và cần phải uống vào trong vòng mấy giờ. Và sẵn đây mình sẽ kiểm tra ở bên trong của nó. Thì nó có để thêm cho chúng ta phần ống hút và dây ron. Wow, có cả tấm sticker rất là đẹp để trang trí cái bình nước nữa nè. Tintin, đặc biệt là những cái charm này nha, rất là dễ thương luôn. Có sẵn cái nút nè, để mình dán keo lên trên cái bình á. Những cái charm dán lên nhìn nó rất là xinh. Và được cất ở trong đây về để cho bạn lấy ra và bạn trang trí cái bình nha. 140.000 đồng các bạn ơi, nhưng có một cái bình nước xịn sò để đi học và cực kỳ vệ sinh, bảo vệ môi trường, không có quăng chai nhựa, những cái ly mà uống liền rồi vứt á, nó rất là hại cho môi trường. Nên xách cái bình nước này đi học chứng tỏ chúng ta là người yêu môi trường, bảo vệ môi trường nha. Còn đây thì là sổ hình dáng lụa 3D loại 40.000 đồng nè. Đó, đặc biệt là nó sẽ có những cái tấm như thế này nè, để mình tháo ra cho nó đúng hình nha. Và chơi xong thì những cái tấm này mình còn có thể dán ngược những cái sticker dư trở lại cho nó gọn gàng đó các bạn. Đây, đó, rất là xịn luôn. Nhiều hình đẹp ở trong đây lắm luôn đó các bạn ơi. Thấy không? Đó, có cô gái, có thỏ, có đầy đủ hết luôn. 40.000 đồng, tha hồ trang trí. Yeah, và đây là hai tấm sticker mỏng nha, giá cực rẻ, có 3.000 đồng một tấm thôi. Mà các bạn xem nè, quần áo, phụ kiện và tất cả những cái búp bê ở đây á, được in rất là sắc nét luôn nha, rất là đẹp và thời trang luôn, 3.000 một tấm thôi. Yeah, còn đây nữa nè, chú ngựa pony Unico, cực kỳ đáng yêu và dễ thương nha. Cái này là cái túi bóng mờ nè các bạn, đó, và nó có cái kéo ở đây đó, hay còn gọi là túi zip đó, để đựng bút, đựng thước hoặc là đựng cái gì đó, kể cả điện thoại nữa nha các bạn, tránh không có bị trời mưa ướt á. Rất là gọn gàng, túi zip 9.000 Unico. Tiếp đến còn có là một cây bút máy bôi được, có kim tuyến lấp lánh nè, đầu này bôi được nè, đó, hình cô gái màu xanh. Cây bút này có giá là 35.000 đồng nha các bạn. Đây nè ha, phần ngòi bút sáng bóng luôn. Còn bây giờ là hai bút sổ nha, trời ơi, bút sổ dễ thương chưa, hình con mèo và con gấu, rất là đẹp luôn các bạn. Mỗi cây bút sổ như thế này á hả, có bút sổ nhỏ nè để ghi chú ha, 5.000 một cuốn thôi, kèm theo cây bút ha. Wow, và hồi nãy á là bạn mua bút mực máy bôi được hình cô gái, còn đây là cái ống mực để thay thế nè, mỗi ống là 3.000, bạn mua 5 ống. Yeah, ahihi, chào mọi người. Mọi người ơi, mình là cây thuốc, ấy là viên thuốc hình cây bút, 7.000, dễ thương ha. Và bạn còn có mua đây một vỉ ngòi bút chì đó để thay thế, chỉ có 7.000 đồng thôi, ngòi bút chì khúc. Tiếp theo, trong lúc học thì cũng cần phải giải trí, và đây là trò chơi giải trí thông minh, trò chơi lắp ghép hình của các búp bê, và nó chỉ có 5.000 thôi nè. Wow, 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 trời ơi, và đi học thì phải có hộp bút đúng không? Bạn mua đó là một cái hộp bút Elsa và Anna nè các bạn ơi. Mở ra ha, ở đây nó sẽ có cái máy tính bấm được luôn nha. Các bạn chỉ cần lật lên là nó sẽ lên trên. Đó, lật xuống để như thế này. Đó, khi cần á, mình bấm lên như thế này. Đó, rất là tiện luôn. Máy tính kèm theo luôn nha các bạn. Mình có thể tính thử cho các bạn xem nè. Đó, 2. Rồi cộng đi ha, cộng 3. Coi bằng đúng không nha. Bằng, ủa bằng đâu rồi? Bằng, xí khoan nha, làm lại nè. 2 cộng 3 bằng 5, đúng rồi. Rồi, hồi nãy chị bấm làm sao á. Rồi, đó, giới thiệu sơ thôi ha. Có luôn thời khóa biểu nè, có đồ để bút nè, có đồ chú bút chì luôn nè nha. Đây các bạn xem nè, đồ chú bút chì. Đó, rồi chỗ này là cái gì vậy ta? À, lợi hại quá, bấm một cái lộ ra để bấm bút chì nha. Rồi ở bên đây nữa nè, có luôn cái bản cũ chương mà nó in như thế này luôn nè các bạn, rất tuyệt vời. Mà hộp bút này các bạn biết nhiêu không, chỉ có 50.000 à, quá rẻ mà nó rất là nhiều công dụng luôn ha. Bên đây thì là gì đây? Đây chính là combo làm móc khóa loại 36.000 đồng nè. Có cái cây gấp nè, có cái dây làm móc khóa và rất là nhiều hình tròn, bông hoa và ngôi sao. Có cả sticker để cho chúng ta dán trang trí nữa nha. Ở đây nó có kim tuyến á, trang trí lên rất là đẹp luôn. Có những móc khóa cá tính riêng cho mình ha.
Wow, còn đây là những gói mì sao? Không phải đâu, nó là gom mì gói đó các bạn. Nhìn y như gói mì luôn nhưng nó là cục gom. Nhìn rất là hấp dẫn. Chỉ có 5.000 một gói. Còn bây giờ Doraemon xin chào các bạn nha. Và đây chính là bộ thước Doraemon. Đó, bộ thước này có tới 4 cây thước nha. Thước này là thước đo, là đo góc vuông nè, thước tam giác cân nè, rồi thước đo độ nè, rồi đến là thước eke nè các bạn. Đó, để đo cái góc vuông luôn đó. Và cái thước bình thường ha, 4 cây thước ở trong một cái túi dễ thương như thế này. Mà các bạn đoán xem nó là giá bao nhiêu? Có 10.000 đồng thôi. Và còn có là tủ gom nữa nè. Đó, tủ gom, cái cục gom đâu rồi đây nè. Cái cục gom hồi nãy nó rớt xuống này. Đó ha, gom con thỏ và gom trái táo. Đó, ở đây sẽ có hai cái ngăn kéo nữa, dễ thương không? Và đây là tủ gom hai ngăn, có thể làm đồ dùng cho búp bê cũng được luôn, giá 16.000. Cuối cùng là một cái ba lô đi học nè, hình của bé mèo và trái tim thỏ rất là dễ thương luôn. À, còn có chữ happy nữa ha, có một ngăn nè, rồi một ngăn to nữa nè. Đó, để chị xem ở bên trong nó có cái gì không mà chị thấy nó nặng nặng ta. Ôi dạ, wow. Còn có một cái túi sách này nè, có thể là đi học thêm đồ cũng được luôn nha, cùng hình với lại con bé mèo, hộp bút luôn. Rồi cho em một cái túi này nữa nè, đựng iPad hoặc là đựng những cái gì đó cũng được. Như vậy là có tới 1 món, 2 món, 3 món và một cái ba lô nữa nha. Là 4 món siêu đẹp như thế này mà chỉ có 140.000. À xin lỗi, nó rẻ hơn nữa, chỉ có 120.000 thôi đó các bạn. Quá tuyệt vời luôn, vừa đi học trên lớp, vừa đi học thêm, có cả hộp bút, rồi đồ đựng, đồ vân vân luôn, rất là đẹp nha. Và ngoài ra khi mua hàng ở Shop Tích TV, bạn này còn được may mắn tặng cho một cái cột tóc grungy và màu tím bên trong có những cái charm rất là đẹp nữa nè. Tiếp theo là đơn hàng của bạn Phương Chi ở Quảng Ngãi, tổng là 288.000, bạn đã chuyển khoản rồi cho nên mai mốt nhận hàng bạn không cần phải trả tiền nữa nha. Và đây là đơn hàng của bạn, chị đã soạn rồi nè. Bây giờ chúng ta cùng tháo ra xem ha. Thì bạn có được tặng là một cái grungy. Đó, một cái grungy cột tóc hoặc là đeo ở tay nè, rất là dễ thương luôn, hình hoa cúc. Đó, một cái đồ làm mà móc khóa luôn các bạn ơi. Lại 36.000, có kim tuyến nè, hình trái tim, ngôi sao và hình vuông. Có sticker đồ nữa nè ha, rất là đẹp luôn nha. Rồi đây, một cái kẹp tóc xinh xinh hình trái cam. Đây, đó, cái kẹp nè, kẹp máy xinh lắm, 5.000 à. À chị xin lỗi nha, cái Runchy này là Runchy đó bạn mua nè, Runchy đèn. Đó, Runchy có đèn là 23.000, là của bạn đó mua, mà chị lộn nha. Rồi bạn đó mua thêm là một cái Runchy nữa, rồi chị mới tặng thêm một cái Runchy nữa, là tổng 3 cái luôn ha, Galaxy rất là đẹp. Thôi chắc để chị đổ ra, chị sắp ra đi, để hồi chị nói cho nó bị lộn tùm lum hết. Đây là tổng thể nè ha, cho các bạn nhìn cho nó rõ hơn. Còn cái ba lô nữa nó to quá, chút chị nói sao. Thì đây là hũ slam. Đây các bạn nhìn kỹ nè ha, nó sẽ là hũ slam nhũ kim tuyến chuyển màu, rất là đẹp, hình của bé gấu panda nha. Và nó là 30.000 đồng đó các bạn. Và tiếp theo bạn có mua đó là vòng tay cá tính này nha. Vòng này phản quang khi có đèn chiếu vô đó các bạn, màu đỏ rất là đẹp luôn, có giá là 20.000. Hình dáng lụa 3D 40.000 đồng này nha. Đây cái quyển này thì nó giống cái quyển của bạn hồi nãy mua đó. Những cái sản phẩm này là đang rất là hot luôn. Đó, nó có cái này nè, để mình kéo ra là hình nè ha, ví dụ các bạn xem. Đó, mỗi cái nó sẽ có cái hình khác nhau. Thỏ nè. Đó, và cái này thì hết. Này thì là bạn gái, thấy không? Rất là đẹp luôn. Rất là nhiều hình ha, tha hồ luôn nha, chỉ có 40.000 tha hồ trang trí. Còn dư thì mình có thể dán sắp xếp lại trong sổ này cũng được luôn. Rồi thì có cái combo móc khóa và kẹp hồi nãy chị nói rồi ha, cũng như là ba cái grungy này. Tiếp đến thì còn có cái sổ nước này nè các bạn ơi. Đó, ở bên trong nó sẽ có nước toàn ten ha, có hình cung hoàng đạo này rất là đẹp luôn. Và nó có giá là bao nhiêu ta, sổ cung 17.000 thôi các bạn, rất là rẻ luôn ha, nó cũng là sổ lò xo. Wow, và còn có những cái hình xăm cá tính dễ thương này nữa nè, chỉ có 5.000 thôi các bạn ơi. Mình dán lên rồi mình có thể bôi đi ha, rất là tiện. Chim chim, còn đây là viên kẹo đúng không? Thật ra nó chính là kẹo hay xúc xích các bạn. Không phải kẹo, không phải xúc xích, mà nó là bút dạ quang màu cam để đánh dấu bài học nha, 6.000. Tiếp đến thì là kẹo trứng ốc la nha, 5.000 đồng. Wow, và một cái ba lô. Đây, các bạn xem này nha. Đây là cái ba lô, có cái hình trái tim, thắt nơ ở đây nữa nè, màu hồng trắng, móc khóa nè, đó.
rất là tiện luôn, chỉ có 55.000 thôi các bạn, rất là rẻ luôn ha, có thể đeo đi học được luôn đó nha, và mình có thể bỏ vào mình giặt đồ được luôn đó. Và như vậy là chị đã kiểm tra xong đơn hàng của hai bạn ngày hôm nay, những đơn hàng về đồ dùng học tập rất là tuyệt vời, giá rẻ lại đẹp nữa nha, rất đáng để các bạn tham khảo và mua cho năm học mới này. Chúc các bạn sử dụng đồ học tập của Béo Chibi thì sẽ học thật giỏi và cảm thấy thật thư giãn trong giờ học, bởi vì những đồ dùng học tập ở đây rất là dễ thương luôn. Bạn nào muốn đặt hàng thì phải nhớ xin phép ba mẹ gọi 0937899707 để đặt hàng nha. Còn bây giờ thì bye bye, hẹn gặp lại ở video sau. Chúc các bạn học thật giỏi và lúc nào cũng yêu đời, vui vẻ, sáng tạo nha. Bye bye.